Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt vào màn hình và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sốc, phong tỏa cùng lúc hai nhà chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, lo bác trọng, tiến dần về vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị, gần như cùng lúc với việc phong tỏa khu phố có nhà của nhiều lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tại khu vực nhà riêng của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cao khoa tại phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi cũng xuất hiện nhiều ô tô biển xanh cùng cán bộ chiến sĩ công an nguồn tin cho biết cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông cao khoa cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. mấy ngày qua dư luận tỉnh quảng ngãi xôn xao trước thông tin cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn văn hậu tức hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn về tội vi phạm quyết định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã đề nghị tỉnh quảng ngãi cung cấp tài liệu quá trình phê duyệt chủ trương lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế dự án công trình do công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư thi công tại quảng ngãi liên quan đến vụ án bộ công an đã triệu tập nhiều cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi qua các thời kỳ để điều tra làm rõ vụ án Ông Cao Khoa, sinh năm 1954, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh không thoát. Đại khu vực nhà riêng của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, phường Nghiết Lộ, thành phố Quảng Ngãi, xuất hiện nhiều ô tô biển xanh cùng các bộ chiến sĩ công an. Ngay sau khi xuất hiện, các lực lượng chức năng liên quan đã tiến hành răng dây phong tỏa các tuyến đường xung quanh nhà của ông Đặng Văn Minh. Nhiều người dân được yêu cầu rời khỏi khu vực. Một tổ công tác vào nhà riêng ông Đặng Văn Minh, sau khoảng gần 2 giờ, tổ công tác rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi, rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung xung quanh khu vực nhà riêng của ông Đặng Văn Minh. Những người chống lưng cho công ty Phúc Sơn trốn thuế 640 tỷ đồng đã bắt đầu nhận quả báo, còn ai nữa sẽ vào lo. Hoàn hồ, thiếu tướng nơi đích thân đòi công bằng vụ hành khách bị nhà xe dạy dỗ bỏ giữa cao tốc khui thêm đường dây làm cò nhận hối lộ được trưởng trạm cảnh sát giao thông suối tre chống lưng quá bất ngờ và sửng sốt khi vụ việc nhiều hành khách bị nhà xe vòi thêm tiền rồi đuổi xuống ngay giữa đường cao tốc khiến dư luận hết sức bức xúc và bất bình đáng nói những lời lẽ cư xử cùng những hành động liều lĩnh kiểu giang hồ dân anh chị của nhà xe khiến ai ai xem xong cũng lạnh sống lưng và kinh hãi và tất cả những bằng chứng ấy đã được hành khách ghi lại đầy đủ và đăng tải trên mạng xã hội chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, những hành vi sai trái đó đã lọt đến tai Thiếu tướng Đinh Văn Nơi ngay lập tức hàng loạt nhà xe ở quảng ninh đã run rẩy tay chân khi nhận được thông báo đích thân ông sẽ xử lý đến cùng vụ việc và đòi lại công bằng cho những hành khách trên khiến người dân cả nước cảm thấy mát lòng mát dạ bởi một khi ông sắn tay áo lên thì không chỉ một mà cả tập đoàn nhà xe quảng ninh đều lo lắng sợ vạ lây những công ty doanh nghiệp nào làm ăn sai trái thiếu chuẩn mực sẽ lần lượt bị gạch tên và tước giấy phép dài hạn đáng chú ý là cũng khui ra thêm một đường dây làm cò nhận hối lộ tiền tỷ được trưởng trạm cảnh sát giao thông suối tre chống lưng bảo kê rằng nếu đóng đủ tiền thì các xe quá tải, quá khổ hay xe khách sẽ được chạy thoải mái mà không bị kiểm tra và xử lý. Diễn biến mới nhất của vụ việc này ra sao? Liệu thiếu tướng Đinh Văn Nơi mất bao lâu để dọn sạch những thế lực ngầm này, trả lại sự bình yên cho nhân dân? Cùng tìm hiểu ngay thôi nào. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một nhà xe ở Quảng Ninh đã có hành vi dạy dỗ và bỏ khách giữa cao tốc vì tranh chấp giá vé. Trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách chặt chém, đuổi xuống giữa cao tốc và bị dạy dỗ với nhiều thương tích. Đi kèm với đó là hình ảnh chiếc xe mang biển kiểm soát 14 bxx Facebook này chia sẻ mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra, lừa đảo. Đi Hà Nội, Bắc Ninh 200.000 đồng, Hà Nội, Uông Bí 400.000 đồng, Hà Nội, Móng Cái 500.000 đồng. Không đồng ý trả giá vé cao, nhà xe rở rộng côn đồ đòi mỗi hành khách 200.000 rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn tác động hành khách. Ngay lập tức, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra và cho biết cơ quan công an đã tạm giữ xe ô tô liên quan đồng thời mời những người liên quan lên làm việc liên quan tới vụ hành khách tố bị nhà xe dạy dỗ bỏ giữa đường cao tốc thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh cho biết bước đầu lái xe thừa nhận có hành vi trên cơ quan công an cũng mời những người liên quan lên làm việc đồng thời tạm giữ phương tiện cũng theo thiếu tướng đinh văn nơi cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ hành vi của nhà xe đồng thời liên hệ bị hại để xác định mâu thuẫn mối quan hệ giữa nhà xe và bị hại thiếu tướng nơi cho biết quan điểm của công an tỉnh quảng ninh trong vụ việc này là xử lý cương quyết đến nơi đến trốn nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án khởi tố bị can giám đốc công an tỉnh quảng ninh nêu quan điểm quảng ninh là một tỉnh du lịch đang phát triển không thể chấp nhận những hành vi như trên cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều lần các phương tiện phải hoạt động làm sao đúng quy định của pháp luật mang tính chất phục vụ nhân dân khách du lịch trong và ngoài nước người nào vi phạm sẽ phải xử lý đến nơi đến trốn thông tin trên thu hút sự quan tâm bình luận của nhiều người đa số đều bức xúc trước hành vi của nhà xe theo Thông tin từ dữ liệu đăng kiểm, chủ xe khách mang biển kiểm soát 14BXX là một người đàn ông ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ngược đời, dân tình thì nhau gửi tiền tiết kiệm, dù lãi suất ngân hàng giảm thấp mức kỷ lục, bảy tổng giám đốc bất ngờ tuyên bố cầu xanh dơn, hàng loạt doanh nghiệp đến lượt mất ăn mất ngủ. Thưa quý vị, quá bất ngờ và kịch tính, mặc dù lãi huy động liên tục đi xuống, các kỳ hạn ngắn chỉ còn 2 đến 3% một năm nhưng lượng tiền gửi tiết kiệm của người dân và doanh nghiệp vẫn liên tục tăng cao, trong khi đó dù lãi suất cho vay đã giảm nhưng đáng nói hầu hết các ngân hàng đều khó cho vay. Tại sao lại như vậy? Tiền dân gửi vào thì dễ nhưng đến khi muốn vay thì rầm ra và vướng mắc đủ chỗ. Điều này dẫn đến thực trạng nhiều doanh nghiệp, công ty không thể vay đáo hạn, đành ngậm ngùi đóng cửa tuyên bố phá sản, dẫn đến tình cảnh nợ lương thất nghiệp, đình công của hàng nghìn công nhân, nhân viên trên cả nước. Cùng lúc, tám giám đốc của các ngân hàng lớn cũng đồng loạt tuyên bố khẩn, khiến ai ai cũng ngỡ ngàng và thót tim. Liệu sắp tới đây có sự điều chỉnh cũng như chính sách nào để doanh nghiệp cũng như người dân dễ dàng tiếp cận được các khoản vay hay không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù lãi suất tiết kiệm chỉ còn bằng 1 phần 3 so với năm ngoái, nhưng nhiều người vẫn chọn gửi tiết kiệm ngân hàng. Vừa tất toán sổ tiết kiệm 300 triệu đồng sau một năm gửi, bà Lợt Thúy, Quang Trung, Hà Nội băn khoăn không biết có nên gửi tiền vào ngân hàng do lãi suất giờ quá thấp giảm chỉ còn chưa bằng một nửa so với cách đây một năm. Lãi tiết kiệm chỉ còn 4,5% trên một năm nếu gửi 12 tháng, mức này thấp hơn cả giai đoạn dịch COVID-19. Nhưng tôi vẫn chọn gửi tiết kiệm vì chưa biết đầu tư vào đâu để vừa bảo toàn vốn mà vừa có lợi nữa, bà Lơ Thúy chia sẻ. Trong khi đó, sau khi bị thua lỗ 200 triệu đồng vì đầu tư vào chứng khoán, chị Hà Dung, kế toán một đại lý ô tô ở Hà Nội, cho biết dù lãi suất tiết kiệm có thấp nhưng chị vẫn chọn gửi tiền vào ngân hàng với 500 triệu đồng gửi 2 tháng nay ở ngân hàng mà chỉ nhận lãi suất 2% một năm, ông Phan Văn Hùng, Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang cân nhắc hướng đầu tư. Tuy nhiên, rủi ro khi đầu tư vào vàng là cũng khá lớn khi giá vàng trong nước lên xuống bất thường phụ thuộc vào tình hình chính trị, kinh tế của thế giới. Còn đổ tiền vào nhà, đất, khi cần tiền thì không thể bán ngay được mà phải mất một thời gian, thậm chí là vài năm, ông Hùng băn khoăn. Theo ghi nhận của phóng viên, ở thời điểm này một năm trước, cuộc đua lãi suất đang ở hồi gai cân nhất, khi đó có người dân có thể gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm với lãi suất 10 đến 12% một năm, nhưng đến nay mức lãi suất tiết kiệm phổ biến chỉ 4,5 đến 5% trên một năm kỳ hạn 12 tháng, còn gửi dưới 6 tháng chỉ 2 đến 3% một năm. Thế nhưng người dân vẫn đua gửi tiền vào ngân hàng vì chưa biết đầu tư vào đâu. Theo thống kê mới nhất của ngân hàng nhà nước, đến cuối tháng 11 năm 2023, tiền gửi của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 12,84 triệu tỷ đồng, cao nhất kể từ trước đến nay. Trong đó riêng tiền gửi của người dân là trên 6,47 triệu tỷ đồng và tăng liên tiếp kể từ tháng 8 năm 2022. Tại hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 tổ chức ngày 20 tháng 2, nhiều ngân hàng thừa nhận bất động sản vẫn là kênh hấp thụ vốn lớn nhất của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản gặp khó khăn, đặc biệt là nhiều dự án gặp vướng pháp lý nhưng chậm được tháo gỡ nên nguồn vốn tín dụng kênh này, trong đó có tín dụng tiêu dùng cho người mua nhà bị giảm mạnh đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho tăng trưởng tín dụng thời gian qua bị chậm lại do vậy nhiều ngân hàng đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm gỡ vướng pháp lý các dự án bất động sản tạo điều kiện cho chủ đầu tư và cả khách mua nhà đủ điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ông phạm như ánh tổng giám đốc mb cho rằng vay để làm gì là câu chuyện lớn nhất hiện nay khi mà nền kinh tế vẫn còn khó khăn năm ngoái nói nhiều về bất động sản nhưng năm nay vẫn khó khăn đang tháo gỡ nhưng kết quả tháo gỡ thế nào đề nghị ngân hàng nhà nước phối hợp tháo gỡ bất động sản để không bị ảnh hưởng đến vai tiêu dùng bất động sản năm 2024. Ông Ánh đề nghị, trong khi đó, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VP Bank, cho rằng dù có những lo ngại về lĩnh vực bất động sản, nhưng nếu có giấy tờ, pháp lý rõ ràng, các ngân hàng vẫn sẵn sàng cho vay. Theo ông Vinh, khi cho vay lĩnh vực bất động sản, ngân hàng cùng lắm mất 10% đến 20% giá trị, không bao giờ mất hết, vẫn thu hồi được. Còn với cho vay sản xuất kinh doanh, mất là mất luôn cũng theo ông vinh chủ trương của nhà nước về hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp là đúng nhưng rủi ro đi kèm cũng rất lớn nếu bình thường nền kinh tế tốt thì không sao nhưng khả năng mất là mất tất vì thứ mà các ngân hàng thu hồi được thường chỉ là nhà máy trang thiết bị dây chuyền sản xuất ông vinh nói và cho biết đây cũng là lý do mà các ngân hàng vẫn thích cầm cố tài sản thế chấp là bất động sản cầm cái nhà thì vẫn có thể bán được không bán được năm nay thì hai năm sau vẫn bán được còn cho vay doanh nghiệp, khi túng quẫn rất khó thu nợ, trong khi pháp luật lại thường bảo vệ người đi vay chứ không phải người cho vay, ông Vinh nói thêm. Vậy giải pháp nào để đẩy vốn ra khỏi ngân hàng và vào nền kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh? Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo nhiều ngân hàng cho rằng để khơi thông vốn tín dụng vào nền kinh tế, các cơ quan chức năng cần sớm tháo gỡ và vướng mắc về mặt pháp lý đối với các dự án lớn, đặc biệt là các dự án bất động sản, bởi đây là kênh hấp thụ vốn lớn nhưng đang bị tắc trong thời gian qua, ông Trần Long, Phó Tổng giám đốc BIDV, đề nghị chính phủ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý để hỗ trợ các ngân hàng trong việc cấp tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tìm kiếm môi trường kinh doanh mới. Ngoài ra, ông Long cũng đề nghị chính phủ cho phép các ngân hàng có vốn nhà nước tăng vốn điều lệ bằng lợi nhuận để lại, giúp các ngân hàng tăng khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế để các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả. Bi kịch, đường nhuệ, ông vua con đất Thái Bình, một thời hô mưa gọi gió, cò trời bằng vung, nay phải cực khổ trả giá trong cảnh tù tội, bị người thân, bạn bè quay lưng xa lánh. Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Đường vẫn được nhiều người biết đến với cái tên Đường Nhuệ là một giang hồ có số có má. Vợ là bà Nguyễn Thị Dương, hai vợ chồng cốt cán là dân anh chị sừng sỏ đất quê lúa Thái Bình. Đường và vợ đã bị xét xử với một loạt hành vi vi phạm pháp luật, với mức án 22 năm và 12 năm 6 tháng tù. Những ngày vùng vẫy ngoài xã hội với danh xưng võ sư đường nhuệ là nỗi khiếp sợ của nhiều người dân, doanh nghiệp. Giờ đây, nhiều người dân Thái Bình đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến vợ chồng Đường Dương chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, 51 tuổi, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo bản án sơ thẩm từ cuối năm 17 đến tháng 4 năm 2020, Đường lợi dụng danh nghĩa và núp bóng công ty của vợ mình, tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tăng lễ Thái Bình, dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tăng lễ ở Thái Bình. Với mỗi ca hỏa táng, vợ chồng đường cùng đàn em thu về 500.000 đồng. Số tiền này được các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng nộp vào ngày mùng 5 và 20 âm lịch hàng tháng. Những cá nhân đơn vị không chấp hành nội quy tổ chức hỏa táng, không thông qua đường sẽ bị chặn xe thị uy. Không chỉ thế, vợ chồng Đường Nhuệ còn núp đại gia với bóng công ty bất động sản đã thao túng các buổi đấu giá đất, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước. Trên mạng xã hội, đôi vợ chồng này còn khoe khoang tấm lòng nhân hậu, bỏ tiền làm từ thiện. Nhờ công việc làm ăn phi pháp, vợ chồng Đường Nhuệ có cuộc sống sang chảnh, thậm chí còn kết giao với nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Đường trình bày, bị cáo kháng cáo vì muốn đưa thêm một số bằng chứng liên quan tới vụ án. Bị cáo cảm thấy mình không vi phạm pháp luật. Đường nhuệ khai nhận được các cơ sở dịch vụ mời vào hiệp hội tăng lễ làm về số tiền nhận từ các chủ cơ sở dịch vụ tăng lễ Đường nhuệ nói chi trả cho việc ăn uống chung việc ma chay hiếu hỉ và cả từ thiện mặc dù chủ yếu nắm công việc kinh doanh bất động sản nhưng vì chồng mà nguyễn thị dương khi đặt bút ký vào công việc không thuộc thẩm quyền của mình có cái nhìn ngông nghênh của một võ sư nhưng đường nhuệ lại sử dụng võ đạo để tự biến mình thành giang hồ từng cho mình cái quyền được sống trên pháp luật làm bố mẹ thiên hạ cũng phải nếm trải cảm giác trùng xuống và chấp nhận dường như làm mất hết tất cả điều khiến nguyễn xuân đường nguyễn thị dương băn khoăn là những đứa con nhỏ bên ngoài xã hội phải tự lực cánh sinh khi tuổi đời còn quá nhỏ đến ngay cả những tài sản còn lại cũng không biết đi đâu về đâu khi cả bạn bè và người thân đều không muốn gặp tiền bạc chất thành núi cũng trở nên vô nghĩa khi thứ thèm khát nhất của mọi phạm nhân xa cơ là tình thân giờ cũng như bóng chim tăm cá một thời hoàng kim tiền tiêu không phải nghĩ, đi đến đâu có đàn em cũng tiền hồ hậu ủng, giờ đã là câu chuyện của quá khứ. Với bản án 22 năm và 12 năm 6 tháng tù, thời gian này mới chỉ là thời gian đầu trong quá trình họ trả án, trả lại công lý cho xã hội và trả giá cho những nghiệp quả mà họ đã gây ra. Ngoài xã hội không cần biết họ gây gớm đến đâu, phạm tội gì, nhưng khi thụ án, trách nhiệm của họ là nhận ra lỗi lầm của mình, rèn luyện và hướng đến sự thay đổi trong nhận thức điểm sáng duy nhất trong câu chuyện lạnh lẽo của đường dương đó chính là tình cảm của cặp vợ chồng này dành cho nhau ngoài đời ra sao không biết nhưng những gì người đời nghĩ về họ trong nghịch cảnh do chính mình tạo ra nguyễn xuân đường và nguyễn thị dương vẫn coi mình là cặp trai anh hùng gặp gái thân quyên những gì họ gây ra đã có pháp luật trừng trị những gì họ nhận về đã bị người đời phán xét trong hoàn cảnh mất người thân mất gia đình nhưng họ vẫn lựa chọn nắm tay nhau vượt qua khó khăn vợ chồng đường dương bị bắt đã chấm dứt đề chế số 2 không ai là số 1 tại đất Thái Bình. Đó cũng chính là bài học cho những người vẫn ôm mộng ảo, tưởng sống trên tiền, trên pháp luật. Một đường dương hay 10 đường nhuệ cũng sẽ bị xử lý khi hành xử băng nhóm theo kiểu xã hội đen, chiếm đoạt những đồng tiền không trong sạch. Kể cả những ai muốn dựa hơi, mượn tay anh chị để dựa hơi, vùng vẫy để xưng hùng xưng bá cũng sẽ nhận về những kết cục không tốt đẹp bản án của cả vợ chồng phạm nhân này không chỉ nằm ở con số đơn thuần mà nặng nề hơn đó là những phán xét từ miệng đời đeo bám suốt phần đời còn lại